Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Sống khỏe cùng IDC Life. Và Thu Loan xin trân trọng được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, táo bón là một vấn đề thường gặp ở trẻ nhỏ và có 3 giai đoạn trẻ thường dễ bị mắc táo bón nhất. Thứ nhất đó là giai đoạn trẻ tập ăn dặm, thứ hai là trẻ tập mồi bô và thứ ba là trẻ chuẩn bị đến trường. Thưa quý vị các bạn, nuôi con thì mới biết lòng vất vả của cha mẹ như thế nào và có rất là nhiều ông bố bà mẹ cảm thấy nhói lòng khi thấy những con của mình rất là sợ hãi và đau rát khi đi tiêu, con sợ đi tiêu hoặc nín nhịn đi tiêu, và rất nhiều ông bố bà mẹ đã tìm rất là nhiều cách để làm thế nào để chấm dứt được tình trạng này nhưng vẫn không hiệu quả. Bởi vì là không hiểu được nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và tìm ra cái phương pháp đúng cách để có thể chấm dứt tình trạng này một cách an toàn và hiệu quả nhất. Và chính vì điều đó, trong chương trình Sống khỏe cùng IDC Life ngày hôm nay, chúng tôi có mời đến trường quay một chuyên gia vô cùng đặc biệt, đó là Thạc sĩ dinh dưỡng Nguyễn Phương Nghi, chuyên gia tư vấn dinh dưỡng tại Trung tâm Dinh dưỡng Việt Đức, sẽ giúp các bố mẹ giải quyết tận gốc rễ vấn đề này, một vấn đề tưởng chừng như đơn giản nhưng vô cùng phức tạp. Xin chào chuyên gia. Xin chào MC Thu Loan. Xin chào quý khán giả của chương trình Sống khỏe của IDC Life. Thưa chuyên gia, tập vừa rồi chương trình có nhận được email của chị Đoàn Hương ở Nghệ An. Nội dung email như sau: hiện nay con em bé trai 5 tuổi, cháu bị táo bón kéo dài. Em đã đọc rất nhiều phương pháp điều trị chứng táo bón này cho con, như là thay đổi chế độ ăn nhiều chất xơ, uống nhiều nước và cho con vận động nhiều, nhưng tình trạng này vẫn không được cải thiện. Và chương trình có thể tư vấn giúp em nên sử dụng loại thuốc gì và dùng liều lượng như thế nào cho an toàn và hiệu quả. Xin chuyên gia cho ý kiến. Đối với trường hợp của bé nhà chị Hương, dạ, thế như là táo bón đã kéo dài chắc là khá là rất là lâu rồi đấy, mà mẹ được sử dụng tất cả các phương pháp như là đơn giản các vấn đề là ăn uống tập luyện nhiều nước mà bé vẫn không cải thiện. Thứ nhất, đối với các phương pháp mà vừa ăn uống tập luyện hay là nhiều nước thì thường nó sẽ can thiệp vào cái giai đoạn đầu khi mẹ và bà bé bắt đầu có hiện tượng táo bón mới bị, đúng không? Đúng rồi, thì khi đấy nó có hiệu quả. Thế để bé táo bón lâu ngày quá rồi, thậm chí có những bé chuyển thành cái hiện tượng phân phân rất là to rồi, đi cái khó khăn, thậm chí còn chảy máu rồi, thì khi đấy mẹ áp dụng các phương pháp này vào thì làm sao còn hiệu quả nữa. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai, đối với bé nhà chị Hương ở đây, đó là cái tình trạng táo bón của bé nó bị diễn ra quá lâu, dẫn đến rằng là bây giờ điều trị cho con nó không có là phải cần đến cái can thiệp y tế, có nghĩa là cần sự tư vấn của các bác sĩ và chuyên gia. Và cái trường hợp này mình khả năng là trường hợp này phải điều trị rất là lâu đấy thì mới đạt được cái hiệu quả nhất định, chứ nếu mà chỉ trong thời gian ngắn 1 tuần 2 tuần nó có thể cắt được cái phần táo bón ngay tức thì nhưng nó lại sẽ bị tái đi tái lại. Thưa chuyên gia, trong những trường hợp khẩn cấp thì cái phương pháp can thiệp như thế nào là hiệu quả và an toàn nhất? Trong các trường hợp khẩn cấp nhất thì thường mình sẽ sử dụng, đó là liên quan đến phương pháp thụt để bạn sẽ dễ dàng đi hơn. Trường hợp này đấy mà tầm 5 tuổi rồi, thụt ở đây nó không còn là dùng được mật ong hay là mật tơ như các bạn nhỏ sơ sinh nữa, mà nó sẽ có cái dụng cụ để thụt riêng. Thứ hai nữa là có khả năng sẽ cần đến cái thụt sổ. Ví dụ như táo bón nặng quá trên 1 tuần, hơn 1 tuần rồi mà mẹ không đi được, không làm cách nào để đi vệ sinh được, thì cái đấy có thể phương pháp là thụt sổ. Thế nhưng có tùy từng loại, tùy từng tình trạng các bạn sẽ sử dụng thụt sổ khác nhau. Mặc dù đây là hai phương pháp dành cho lúc khẩn cấp nhất, khi bé khẩn cấp thời gian quá lâu rồi không đi mà bụng rất là khó chịu, ẩm ạch tức bụng mà không đi được thì nó dùng phương pháp đó, nhưng nó phải được sự tư vấn của chuyên gia hoặc bác sĩ để làm sao mình sử dụng phương pháp nó hiệu quả và an toàn nhất. Bởi vì sao, mình ví dụ trường hợp như này, khám mình cách đây nửa năm rồi đấy, về cái vấn đề táo bón trước đây ở nhà là nhà tự thu cho con đấy,
không biết tình trạng bệnh lý của con như thế nào và làm sao, tự dưng là cứ thấy tầm tuần con không đi cái là sử dụng thuốc, dẫn đến là bé bị thụ động, thụ động trong quá trình đi vệ sinh, thành ra là cứ lúc nào thụt bé mới đi, đấy, không thụt thì bé không đi được, đấy. Và không đến kiểm tra khám xét cho con như thế nào, thì lúc đấy mẹ bắt đầu cho đi, lúc đấy có điện thầy và đi khám dinh dưỡng, thì mình phải tư vấn cho. Trong trường hợp mà bé táo bón dài ngày như vậy mà thụt mình đi không đi thì thường hợp nó sẽ có hai trường hợp là táo bón nó phân nó giãn trực tràng phân quá to rồi, và trường hợp như liên quan đến bệnh lý, bệnh lý nó là dài đại tràng. Dài đại tràng thì nó có các thể, thế như thể dài đại tràng nặng quá thì mình còn phải can thiệp phẫu thuật. Đấy. Trường hợp mà dài đại tràng nhẹ nhàng một chút thôi, nghĩa là mình vẫn có thể can thiệp bằng cái phương pháp bình thường được, thì như thế mình sẽ can thiệp. Đối với trường hợp này là mình cho chỉ định là cho Ba Nhi khám, thì khi đấy là bạn ấy cũng có bị bệnh là dài đại tràng, nhưng mà bạn thấy rất là nhẹ nhàng thôi. Thì khi đấy mình đã điều trị cho con và đến nay là được 6 tháng là con ổn định rồi, đấy, vì là không bị tái lại cái vấn đề táo bón nữa. Nhưng mẹ phải rằng là 6 tháng trời con là nặng, con phải theo một cái chế độ ăn và một cái chế độ dùng thuốc quyết định, chứ không phải là sau 1-2 tuần là khỏi hoàn toàn táo bón đâu. Thưa chuyên gia, trong nhiều trường hợp khi cha mẹ thấy con đỡ rồi thì dừng luôn, vậy thì chuyên gia có ý kiến gì về vấn đề này? Vấn đề dùng thuốc khỏi rồi mà khi bác sĩ chỉ định là con không cần thiết phải dùng thuốc nữa, thì khi đấy cái chế độ ăn, chế độ tập luyện của con cần phải chú ý. Trong cái chế độ ăn này nó uống nhiều nước, phải kết hợp đa dạng tất cả các phương pháp còn lại thực hiện ở nhà, đó là nước và uống nhiều. Thứ hai là liên quan đến cái vấn đề là ăn uống hàng ngày đa dạng lên, và đặc biệt là tăng cường chất xơ nhiều lên. Ăn quá nhiều thịt nạc ấy cũng dẫn đến một phần gây táo bón, bởi vì con không tiêu hóa hết cái lượng đạm nó ùn tắc trong cái đường tiêu hóa của con, nhiều đạm quá đúng không, cũng có thể gây lên gây táo bón của con đấy. Vừa táo bón vừa nặng mùn nhé. Đấy, thứ hai nữa là liên quan đến cái vấn đề tập luyện là vận động cơ thể, bởi vì sao, với những bạn mà không vận động cơ thể nhiều thì ngồi y một chỗ, bây giờ điện thoại iPad rất nhiều đấy, về cái đi học về cái là điện thoại cắm vào điện thoại để xem và không có vận động, thành ra cái nhu động ruột nó bị kém, cũng dẫn đến dễ bị tái lại cái vấn đề táo bón. Đấy, bên sau điều trị cũng rất là quan trọng, cần phải chú ý. Ba nữa là liên quan đến phần của mình một chút, liên quan đến cơ địa dễ bị táo bón thì mình lưu ý cơ địa con thế nào là dễ bị táo bón. Thường các bạn bị nóng, đấy, dễ trong miệng dễ bị gây táo bón hơn, thì thế mình phải điều chỉnh chế độ ăn, nó phải giàu chất xơ hơn các bạn bình thường. Đấy. Tăng cường lợi khuẩn đường ruột lên cho con cách không thể uống ăn sữa chua tăng cường lợi khuẩn lên. Dạ, xin cảm ơn chuyên gia đã chia sẻ rất nhiều thông tin vô cùng hữu ích và rất là dễ dàng có thể áp dụng cho bố mẹ, và rất là nhiều cái lưu ý cho bố mẹ trong việc là để giúp con ngăn ngừa cái chứng táo bón tại gia đình, đúng không ạ? Thưa quý vị và các bạn, thông qua những lời tư vấn rất là sâu sắc của chuyên gia tư vấn dinh dưỡng thì chắc hẳn bố mẹ đều biết rằng là khi con của mình gặp tình trạng táo bón kéo dài thì tuyệt đối không nên tự ý sử dụng các loại thuốc không phù hợp, và chúng ta cũng nên đi tư vấn của những chuyên gia tư vấn thì họ sẽ đưa ra những giải pháp hiệu quả và an toàn nhất cho con của mình. Và để được tư vấn kỹ hơn thì quý vị vui lòng gọi theo số hotline 0826 212102 và có thể gửi email cho chương trình theo email tư vấn bác sĩ115a@gmail.com. Và một lần nữa xin được chân thành cảm ơn chuyên gia đã đến tham dự tọa đàm của chương trình ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn MC. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình lần sau. Và quý vị nhớ đăng ký kênh IDC Life và nhấn chuông nhận thông báo để không bỏ lỡ những thông tin vô cùng hữu ích về sức khỏe của chương trình. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.